Hello, xin chào mọi người. Thì lại là mình đây. Ở video này thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái việc là mình thiết lập cái điều kiện để thêm các cái thành viên vào các group chấm công cũng như là trong các cái loại nghỉ phép chẳng hạn. Thì mình sẽ ứng dụng thiết lập như thế nào? Thì ở đây khi mà mình thêm một nhân viên vào group á thì nó sẽ có tới tận là 6 loại bộ phận, thành viên, khu vực, loại nhân viên, thành phố, job level cũng như là job family. Thì attendant cho phép kết hợp một lúc cả 6 cái điều kiện cùng một lúc, làm cho phép mình là tối đa hóa cái việc là mình xác định chính xác cái nhân viên, để khi mà nhân viên một nhân viên đáp ứng điều kiện thì có thể được phân nhóm hoàn toàn chính xác dựa trên các cái setting của mình. Thì mình sẽ ứng dụng việc này như thế nào? Thì ứng dụng bằng cách là ví dụ khi mà các bạn có nhiều phòng hành chính nhân sự và mỗi phòng hành chính nhân sự được đặt ở các vị trí khác nhau, như là phòng thì đặt ở Hồ Chí Minh, hoặc là phòng đặt ở quận 1, phòng đặt ở quận 3, thì mình sẽ đặt là đều là phòng hành chính nhân sự. Nhưng mà cái vị trí của họ thì nó sẽ khác nhau. Thì khi mà thỏa hai điều kiện này thì sẽ được thêm vào group chấm công. Thì sau này mình sẽ không cần phải tùy chỉnh các cái thông tin như này, và mình chỉ cần thiết lập các cái thông tin của nhân viên ở cái mục Member and Department thôi. Và khi mà mình thiết lập thông tin ở nhân viên ở đây rồi thì mình chỉ cần import một lần lên thôi. Thì mãi về sau này mình sẽ không cần phải thao tác thủ công chỉnh sửa nữa. Thì ứng dụng thứ hai là mình sẽ kết hợp với cái loại là member type. Được ứng dụng trong cái trường hợp á là mình sẽ phân nhóm nhân viên, ví dụ như là nhân viên chính thức và nhân viên thử việc. Thì khi mà mình sẽ cài ví dụ là member type do not contain là intern chẳng hạn, thì nghĩa là các cái thành viên chính thức thì sẽ được thêm vào cái group chấm công này. Và đó, mình chọn toàn bộ đó. Thì khi một mà một nhân viên lên chính thức thì nó mới được thêm vào cái group chấm công, và đang một nhân viên đang ở dạng là intern thì họ sẽ không được thêm vào group chấm công này. Thì tương tự với cái group chấm công á thì mình cũng có một cái loại là leave time, thì ở đây mình cũng được ứng dụng như vậy. Thì Việt Nam mình hay có dạng là khi mà một nhân viên thử việc trong vòng 2 tháng thì họ sẽ không có cái ngày nghỉ phép. Tuy nhiên thì sau 2 tháng đấy thì họ sẽ được cộng 2 ngày nghỉ phép đấy vào. Thì mình sẽ không cần phải thêm thủ công cái nhân viên đó sau khi họ hết thử việc để vào cái loại nghỉ phép này. Thì mỗi cái ngày nghỉ phép mà mình mỗi ngày nghỉ phép như thế này á thì mình cần phải lựa chọn các cái scope đối với mỗi loại nghỉ phép. Thì ví dụ đây là một cái loại nghỉ phép 5 đi. Đây là một loại nghỉ phép 5, và mình sẽ custom là khi mà cái member type, employee type đây, do not include là intern đó, thì chỉ áp dụng với nhân viên chính thức thôi. Còn khi mà nhân viên đang ở dạng là intern thì hoặc là thử việc thì họ sẽ không được áp dụng cái loại nghỉ phép này. Và các cái loại nhân sự ở đây này thì mình hoàn toàn có thể cài đặt ở trong một admin console. Thì admin console mình chỉ cần truy cập là member profile thôi, và mình tìm tới cái mục là workforce type này. Đây, workforce type thì hiện tại đang có sẵn là một số cái workforce type có sẵn, thì mình hoàn toàn có thể ấn edit để mà mình thêm các cái loại workforce mới và hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn. Đây, ví dụ là mình thêm là thử việc đi, rồi thêm mới chính thức, rồi thêm mới là thêm nguồn bên ngoài đó. Thì mình có thể phân loại cái loại nhân viên của mình ra để trong trường hợp mà khi mà mình áp dụng các cái điều kiện thì cứ khi nào mà nhân viên lên chính thức thì mình sẽ chuyển cái loại nhân sự này sang nhận chính thức để được hưởng các cái chế độ chính sách của công ty. Còn khi mà người ta đang ở dạng thử việc thì người ta sẽ không được hưởng các cái loại chính sách như vậy. Thì trong tương lai thì ngoài attendant ra thì các cái ứng dụng như là approval cũng như là các ứng dụng khác của Lux sẽ cho phép kết hợp nhiều cái điều kiện như thế này hơn. Thì việc mà mình làm phân loại chuẩn chỉnh như thế này từ ban đầu, để khi mà mình import hàng loạt cái thông tin của nhân sự mình lên thì chứa toàn bộ tất cả các cái thông tin cần thiết như này. Thì về sau cái quá trình mà mình set up cũng như là cài đặt để mà mình làm việc, khi mà một nhân sự mới được thêm vào hoặc là một nhân sự nghỉ thì nó sẽ được hoàn toàn tự động và sẽ tiện hơn rất nhiều.
và hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.